Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trong suốt chiều dài lịch sử ngành hàng không, có rất nhiều vụ tai nạn máy bay bí ẩn đã xảy ra. Có những chiếc máy bay phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể tìm thấy. Có những chiếc máy bay mãi mãi biến mất, không một dấu vết. Tuy nhiên, câu chuyện về chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Pan American ngay sau đây còn kỳ lạ hơn thế khi nó đã biến mất bí ẩn và rồi quay trở lại nguyên vẹn sau hàng chục năm. Vậy điều gì đã thực sự xảy ra với chiếc máy bay này? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Chuyến bay Pan Am 914 của hãng hàng không Pan America cất cánh ngày 2 tháng 7 năm 1955 từ New York đến Miami, Mỹ với 61 người trên máy bay. Nhưng không lâu sau khi cất cánh, chuyến bay bị mất tín hiệu, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Cuộc điều tra mở rộng được huy động nhưng không mang lại kết quả, vì thế người ta kết luận chiếc máy bay đã gặp nạn và tất cả mọi người đều không qua khỏi. Nhưng vào 37 năm sau, ngày 9 tháng 9 năm 1992, tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, một chiếc DC-4 Douglas bất ngờ từ đâu xuất hiện. Nhân viên kiểm soát không lưu Joan de la Corte đã phát hiện nó trên radar. Ngay lập tức, trung tâm điều khiển bắt sóng liên hệ với phi công và nhận được câu trả lời. Chúng tôi là chuyến bay 914 của hãng hàng không Pan America Airways đi từ thành phố New York đến Miami, Florida. Thông tin khiến những người có mặt tại trung tâm điều khiển khi đó vô cùng hoang mang vì không hiểu sao phi công có thể cầm lái nhầm hướng đến tận 2.000 cây số. Và điều khiến họ càng kinh ngạc hơn khi nhận ra đây là chuyến bay đã mất tích 37 năm trước đó. Dù bị sốc, nhưng Joan vẫn dọn đường cho máy bay hạ cánh. Chiếc máy bay trông có vẻ quá lỗi thời so với thời điểm đó là năm 1992. Các nhân viên mặt đất có thể nhìn thấy khuôn mặt của những hành khách đang áp sát vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Về phần mình, viên phi công đã thả một tờ lịch nhỏ ra ngoài cửa sổ trước khi vội vàng quay trở lại đường băng, nơi anh ta cất cánh và biến mất đột ngột như khi anh ta đến nơi. Và lịch, có phải anh ấy đã vô tình làm rơi nó không? Hay nó nắm giữ bí mật về những gì đã xảy ra? Chính xác nó đã nói gì? Chúng ta có thể không bao giờ biết. Theo câu chuyện, chính phủ của cả Venezuela và Mỹ được cho là đã thu giữ lịch và từ chối bình luận về vụ việc dù chỉ một lần trong nhiều thập kỷ qua. 37 năm mất tích trên bầu trời và bỗng nhiên xuất hiện trở lại, chuyến bay 914 này có phải đã vô tình lạc vào lỗ hổng thời gian? Chính vì sự kỳ bí ấy mà câu chuyện về chiếc máy bay Pan Am 914 đã nhanh chóng được lan truyền trên Internet trong nhiều năm và trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn về UFO và du hành vũ trụ. Giả thuyết được mọi người quan tâm nhất chính là máy bay đã đi qua cổng thời gian hoặc lỗ sâu. Theo đó, thay vì hạ cánh ở Miami vào năm 1955, chiếc máy bay đã xuất hiện tại Caracas thời điểm 37 năm sau. Một số người cho rằng nó đã quay trở lại qua cổng thời gian hoặc lỗ sâu sau khi nó rời Caracas. Tuy nhiên, sau một thời gian rầm rộ trên các mặt báo, người ta cuối cùng cũng vén được bức màn bí ẩn của chuyến bay 914 này thực chất là bịa đặt. Mọi chuyện bắt nguồn từ một câu chuyện được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1985 bởi Weekly World News, tờ báo lá cải một thời, bây giờ là trang web, chuyên đưa tin về những câu chuyện điên rồ, bịa đặt như thế này. Tờ báo đã đăng tải lại câu chuyện hai lần vào những năm 1990, với ngày máy bay hạ cánh được đổi thành năm 1992 trong những bài báo sau đó. Câu chuyện đã được thúc đẩy mạnh mẽ khi kênh YouTube Brightside đưa ra một video về vụ mất tích. Video được sản xuất nhanh chóng đã nhận được hơn 15 triệu lượt xem. Brightside đã giới thiệu một số chi tiết không có trong câu chuyện đầu tiên của Weekly World News, bao gồm cả việc máy bay có thể nhìn thấy trên radar. Cuối cùng video tiết lộ rằng câu chuyện chỉ là một trò lừa bịp. Có khả năng những người khác đã lợi dụng tin tức giả mạo ngoài đời thực này để chia sẻ câu chuyện mà không thêm vào đó một chi tiết thích hợp, chi tiết về cách mọi người đều biết toàn bộ sự việc là một điều bịa đặt viển vông. Tất cả đều cho thấy mọi người bị mê hoặc như thế nào bởi máy bay, ngay cả khi câu chuyện được pha chế để tạo ra một cảm giác huyền ảo. Pan American Airways đã lên tiếng rằng không có bất kỳ chuyến bay của hãng mất tích hay gặp phải tai nạn trong năm 1955. Chưa hết, để khẳng định cho khả năng này, họ nói thật vô lý khi sự kiện đình đám như thế, nhưng chẳng có lấy một bức ảnh liên quan đến chuyến bay 914 từ phi hành đoàn cũng như các hành khách. Thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi chắc hẳn sẽ khiến nhiều người nhớ tới chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines. Số phận của máy bay MH370 cũng trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới khi máy bay biến mất trên đường đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3, 2014. Câu chuyện bí ẩn bắt đầu bằng một chuyến bay đêm không có gì bất thường với hành trình từ Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, đến Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc. Theo tờ Guardian,
lúc 0 giờ 41 ngày 8 tháng 3 năm 2014 giờ Malaysia, máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bay về phía đông bắc hướng tới Biển Đông. Cơ phó Farid Hamid, khi đó 27 tuổi và còn một chuyến bay huấn luyện nữa mới được cấp chứng chỉ đầy đủ. Cơ trưởng Zahari Ahmad Shah, 53 tuổi, là một trong những phi công cao cấp và được kính trọng nhất của Malaysia Airlines. Họ dẫn đầu một phi hành đoàn gồm 10 tiếp viên, tất cả đều là người Malaysia, với 227 hành khách trên khoang. Phần lớn hành khách là người Trung Quốc, cùng 38 người Malaysia và các công dân của Indonesia, Úc, Ấn Độ, Pháp, Mỹ, Iran, Ukraine, Canada, New Zealand, Hà Lan, Nga và Đài Loan. 40 phút đầu tiên của chuyến bay không có gì bất thường. Lúc 1 giờ 19, MH370 đi đến điểm cuối không phận Malaysia. Đài kiểm soát không lưu ở Malaysia thông báo bàn giao chuyến bay cho đài kiểm soát không lưu ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ trưởng Zahari trả lời: "Chúc ngủ ngon, Malaysia 370." Ông không nhắc lại tần số, nhưng đây không phải là điều bất thường và đây cũng là tín hiệu cuối cùng người ta nghe thấy từ chuyến bay. Cơ trưởng Zahari chưa bao giờ đăng ký với các kiểm soát viên không lưu ở Việt Nam. Vài giây sau khi bay vào không phận Việt Nam, MH370 biến mất khỏi màn hình radar. Tất cả những nỗ lực tiếp theo để liên lạc với nó đều không thành công. Máy bay thương mại được cho là có thể tiếp cận mọi lúc, được biết và theo dõi, nhưng MH370 đã biến mất. Những gì xảy ra sau đó, như được kể lại trong bộ phim tài liệu mới ra mắt về vụ mất tích, là sự hoang mang kéo dài của kiểm soát không lưu Malaysia và hãng hàng không. Đó là cú sốc khi giới chức tức tốc tìm kiếm chiếc máy bay bằng mọi cách, trong khi người thân của các hành khách ở Bắc Kinh mòn mỏi chờ đợi một chuyến bay không bao giờ đến. Đó là nỗi ám ảnh khi vụ mất tích khiến cộng đồng quốc tế sững sờ và dẫn đến hàng loạt giả thuyết cho một câu chuyện dường như không thể xảy ra. Đó là sự tàn phá về thể xác và tinh thần mà người thân các hành khách phải chịu đựng hàng giờ, rồi hàng ngày, hàng tuần, cho tới hàng tháng và hàng năm, với những câu hỏi không có lời đáp và những cuộc tìm kiếm không có kết quả. Đó là suy đoán khi các chuyên gia hàng không, kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu, nhà báo trong suốt nhiều năm đã cố gắng lắp ghép các bằng chứng khó hiểu thành lời giải thích cho sự biến mất của MH370. Louis Mankinson, đạo diễn của bộ phim nói trên, cho biết: "Và thế giới đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải thích thỏa đáng. Đó là bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại. Chúng ta đang sống trong một thế giới có điện thoại di động, radar, vệ tinh và thiết bị theo dõi. Và như vậy là đã gần năm trôi qua mà chúng ta vẫn chưa thể làm sáng tỏ nhiều điều. Đó là chuyện vô cùng bất thường." Tuy nhiên, một báo cáo dài 229 trang được công bố hôm 30 tháng 8 đặt giả thuyết phần còn lại của máy bay mất tích có thể nằm ở thành phố Perth của Úc, khoảng 1.560 km về phía Tây. Tiết lộ được đưa ra nhờ vào công nghệ được gọi là hệ thống chuyển sóng vô tuyến tín hiệu yếu, hay VSPR. Các nhà nghiên cứu của Úc, bao gồm ông Richard Godfrey, tiến sĩ Hannes Koetzi và tiến sĩ Simon Maskell, đã sử dụng VSPR để theo dõi đường bay của MH370. Các nhà nghiên cứu trên cho biết, công nghệ này được phát triển trong 3 năm qua và kết quả cho thấy bằng chứng mới đáng tin cậy. Chúng phù hợp với các phân tích của hãng Boeing và trường Đại học Tây Úc về những mảnh vỡ được thu hồi quanh Ấn Độ Dương. Khi một chiếc máy bay bay qua VSPR, nó sẽ làm nhiễu tín hiệu và các bản ghi này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu toàn cầu. Nghiên cứu đã sử dụng 125 nhiễu loạn này để lần theo đường đi của MH370 trong hơn 6 giờ sau lần liên lạc vô tuyến cuối cùng của máy bay vào khoảng 18 giờ theo giờ địa phương ngày 8 tháng 3 năm 2014. Các nhà nghiên cứu cho biết chuyến bay MH370 đã chuyển hướng đến Ấn Độ Dương và bị rơi do cạn kiệt nhiên liệu sau khi phát tín hiệu cuối cùng ngay sau nửa đêm. Vị trí mới của máy bay ở độ sâu 4.000 mét mà các nhà khoa học đưa ra nằm ở phía Bắc so với các ước tính trong nghiên cứu và điều tra trước đây. Chuyên gia hàng không Geoff Thomas hôm 1 tháng 9 nhận định báo cáo có mức độ tin cậy rất cao. Nó đã được thực hiện trong 4 năm và được xem xét lại nhiều lần. Các nhà nghiên cứu chắc chắn rằng họ đã xác định được vị trí của chiếc máy bay xấu số. Thưa quý vị, bí ẩn không kém MH370, một máy bay vận tải quân sự của Mỹ mất tích bí ẩn trên không phận Canada cách đây hơn 70 năm và chưa rõ nguyên nhân. Trưa 26 tháng 1 năm 1950, chiếc Douglas C-54 Skymaster chở 44 thành viên phi hành đoàn và hành khách cất cánh từ Anchorage, bang Alaska để tới Montana. Khoảng 2 giờ sau, máy bay đi qua vùng Yukon của Canada và phi hành đoàn phát thông báo về việc làm thủ tục. Cũng là lần cuối cùng tiếng nói của họ vang lên trước khi máy bay biến mất. The Guardian dẫn lời Giám đốc Hiệp hội Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng không Dân dụng vùng Yukon David Downing cho biết mọi thứ xảy ra rất nhanh, không giống như họ gặp sự cố động cơ và đang từ từ giảm độ cao để quay đầu. Nếu đúng như vậy thì họ đã thông báo.
Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn do Không quân Canada và các lực lượng khác phát động nhưng vẫn không tìm thấy chiếc máy bay xấu số. Đạo diễn một bộ phim tài liệu sắp ra mắt về vụ chiếc Douglas C-54 Skymaster mất tích, ông Andrew Gregg thừa nhận đây là bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp trong lịch sử Canada. Tác phẩm của đạo diễn này, Skymaster Down, kể về một nhóm tình nguyện viên tận tụy ở vùng Yukon. Họ không ngừng tìm kiếm chiếc máy bay trong khi các gia đình người Mỹ hy vọng vén màn những gì đã xảy ra với người thân của họ. Lúc diễn ra hoạt động tìm kiếm, gần 7.000 binh sĩ đang tham gia các cuộc tập trận quân sự thời điểm đó đã hỗ trợ cùng với hơn 80 máy bay quần thảo trên bầu trời, song tất cả đều vô vọng. Đáng nói là 3 máy bay tham gia chiến dịch bị rơi trong lúc làm nhiệm vụ, may mắn là phi hành đoàn sống sót. Không quân Canada thậm chí điều 10 máy bay B-29 bay cách khu vực tìm kiếm 32 km nhằm phác thảo lại đường bay của chiếc Douglas C-54 Skymaster tìm kiếm tín hiệu vô tuyến. Ông Bob Cameron, một nhà sử học hàng không nói, họ đã làm mọi thứ mà họ biết vào thời điểm đó, họ chỉ không biết làm thế nào để tiếp tục. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn tiếp tục cho đến ngày 14 tháng 2 năm 1950 thì không quân Mỹ mất chiếc máy bay thứ 5 trong vòng 3 tuần. Đó là một máy bay ném bom B-36 đang mang một quả bom hạt nhân không hoạt động. Sau đó, chiến dịch tìm kiếm kết thúc. Các nhà điều tra nghiệp dư từ lâu đưa ra giả thuyết chiếc máy bay có thể đã cố hạ cánh xuống một hồ nước đóng băng và đâm xuyên qua lớp băng. Nhưng không có nhiên liệu hay mảnh vụn nào được tìm thấy. Ngay cả hồ lớn nhất trên đường bay của chiếc Douglas C-54 Skymaster cũng được quét bằng sóng siêu âm nhưng không cho ra kết quả. Ông Gregg suy đoán chiếc máy bay có thể đã bị chạy hướng và lao vào dãy San Elias cao nhất ở Bắc Mỹ, nơi nó bị vùi sâu trong băng tuyết. Đã hơn 70 năm trôi qua, bí ẩn này vẫn chưa có lời giải.